Mình rất là vui khi thấy rất là nhiều bạn đã tải bộ mind map của mình và đã đạt mục tiêu B1 hay B2. Tuy nhiên, một số bạn vẫn còn bơ ngỡ khi nhận được bộ mind map này, bởi vì bạn không có biết cách sử dụng hoặc là viết câu với cụm từ đó ra sao. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tận dụng tối đa bộ mind map này để có thể xây dựng được những câu văn đa dạng và chính xác nhé. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Ý đầu tiên bạn cần phải hiểu là cấu trúc của một câu cơ bản trong tiếng Anh bao gồm một chủ ngữ và một vị ngữ. Và chủ ngữ thường là sự vật, người hay sự việc, còn vị ngữ là cụm từ để miêu tả hành động của chủ ngữ hoặc trạng thái của chủ ngữ. Và may mắn là trong mind map mình đã cung cấp sẵn cho bạn vị ngữ rồi. Việc còn lại là bạn sẽ cần phải tìm ra một chủ ngữ phù hợp để kết hợp với cụm từ này. Tiếp theo là động từ này cần phải chia cho nó phù hợp với chủ ngữ đó nha. Tức là chủ ngữ này số ít hay số nhiều và bạn muốn sử dụng ở thì nào thì mình sẽ phải chia lại động từ này cho phù hợp. Và để có thể đơn giản hơn, bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề đầu tiên là transport. Và trong chủ đề này mình cung cấp cho bạn một cụm từ đó là be safer, có nghĩa là an toàn hơn. Và bây giờ mình sẽ cần phải tìm ra một chủ ngữ để nó kết hợp với cụm từ này. Chủ ngữ ở đây sẽ phải là một cái loại phương tiện gì đó mà nó sử dụng an toàn, đúng không? Có thể là máy bay, xe bus hoặc là tàu lửa. Vậy mình sẽ chọn chủ ngữ ở đây là máy bay ha. Đi máy bay. Đi máy bay an toàn hơn. Và dịch sang tiếng Anh sẽ là taking planes be safer. Okay. Bây giờ mình sẽ phải chia động từ to be ở đây. Thứ nhất đó là chia theo thì này. Bạn sẽ muốn diễn đạt câu này ở thì quá khứ hay ở thì hiện tại hay là thì tương lai. Okay. Và câu này thực chất nó chỉ là một thông tin thôi. Mình sẽ sử dụng đó là thì hiện tại. Và động từ to be ở thì hiện tại chính là am, is và are. Thứ hai là mình sẽ chia theo chủ ngữ. Chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều. Vậy taking planes ở đây chính là chủ ngữ số ít. Động từ đi với chủ ngữ số ít ở thì hiện tại chính là động từ to be is. Vậy câu trọn vẹn sẽ là taking planes is safer. Okay. Và đây là một cái câu mẫu cho bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua cụm từ thứ hai. Cụm từ tiếp theo là have fewer accidents. Nghĩa là có ít tai nạn hơn. Vậy mình cũng sẽ phải đi tìm một chủ ngữ để kết hợp với vị ngữ này. Chủ ngữ sẽ là một loại phương tiện mà có ít tai nạn. Mình sẽ chọn luôn đó là máy bay có ít tai nạn hơn. Vậy dịch sang tiếng Anh sẽ là planes have fewer accidents. Động từ này được dùng ở thì hiện tại và kết hợp với chủ ngữ số nhiều, cho nên động từ hình thức số nhiều là have. Bây giờ bạn sẽ nhìn lại cái câu lúc nãy, đó là taking planes is safer. Bạn hãy so sánh mối liên hệ giữa hai câu này, đó là mối quan hệ gì không? Đúng rồi. Ở câu đầu tiên nó diễn tả một cái kết quả, còn mệnh đề thứ hai nó diễn tả một cái nguyên nhân. Nó sẽ lý giải là tại sao đi máy bay thì an toàn, bởi vì máy bay nó có ít tai nạn hơn. Nếu bạn muốn cho mẫu câu của bạn đa dạng hơn thì bây giờ mình sẽ cần phải sử dụng một từ nối để liên kết hai câu này lại với nhau. Và từ nối lúc này sẽ là mệnh đề 1 này, mình kết hợp với từ because và mệnh đề thứ hai, có nghĩa là
Taking planes is safer because planes have fewer accidents. Và khi các bạn kết hợp hai câu với nhau, thì lúc này nó sẽ tạo ra được một câu phức. Với các câu phức này, đó sẽ là một điểm cộng cho phần ngữ pháp của bạn, bởi vì bạn đã tạo ra được đa dạng mẫu câu trong văn viết. Hy vọng là qua cái cách hướng dẫn này, bạn đã hiểu rõ hơn về cái cách sử dụng các cụm từ trong mind map. Vậy thì mind map không chỉ đơn giản là cho bạn nghĩa của các cụm từ thôi. Và khi bạn luyện tập theo cách này, bạn có thể hiểu được cách viết một câu để củng cố về mặt ngữ pháp cho bạn nữa. Rất là tuyệt vời đúng không? Rồi hy vọng rằng bạn sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để bạn làm chủ những cái kỹ năng này. Và chúc bạn ôn thi tốt. Goodbye.